Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game PUBG Mobile. Vâng, cái bản trước thì anh em chơi xấu nhiều quá nên mình chuyển sang chơi bản Lightspeed nha. Bản trước là bản Timmy, đồ họa nó rút gọn lại. Vâng, chơi cũng rất là mượt và không nóng máy, cũng không hao pin. Bản này thì sẽ ngược lại, nhưng đổi lại thì đồ họa nó đẹp hơn rất là nhiều, đầy đủ. Vâng, chơi rất là giống PC, không khác gì luôn. Mình sẽ nhảy school nha. Vâng, nếu anh em thích những clip như này thì đừng quên ấn nút like và chia sẻ clip của mình nhá. Và hãy để lại comment nếu bạn thích và bạn muốn yêu cầu mình làm cái gì. Rồi, không biết là có đông người vào school không đây? Chúng ta đi học nào, đã lâu lắm rồi mình chưa có học cái gì à. Vào đây học cách làm sát thủ anh em ạ. Vâng, sát thủ máu lệnh. Ui dồi, cây dù nó đẹp vãi cả xoài. Á đù, đây clear. Và bên Rojok có một team 3 thằng. Hài đấy nhở. Vâng, quanh khu này mà clear thì hơi bị phí đấy. Đúng là phí của giời. Thì sẽ lút nhanh cái trường học này và qua bên thịt bọn kia. Đâu rồi, súng đâu rồi? Mấy con lợn này tính rủ nhau đi trốn à? Ui dồi ôi, lấy xe nữa. Thằng này, mày phải nằm xuống đầu tiên. Nhìn cái gì? Lầy thì nhìn tao lầy. Bom nè, né đi, né đi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Rồi, ba thằng rồi. Bất lực. Vâng, chỉ biết nằm và nhìn thôi. Rồi, bé này chết luôn này. Rồi, thằng kia cũng chết luôn. Ủa, khác team mà ta. What the hell. Nó bắn mình ấy nhở. Chắc là bạn của hai thằng kia. Sao đông ấy nhở. Nãy mình thấy nó nhảy xuống đúng ba thằng. Vâng, mọc đâu ra đông thế không biết. Rồi, hai thanh niên đang bò như lợn. Bó chim. Chắc mình sẽ đẩy xuống. Thì kênh hai cái thằng này. Ui giời ơi, bất lực. Vâng, đồng đội của bạn đâu rồi? Sao lại bỏ nhau như thế kia? Ok, lút một ít đạn để mình hết cái đạn rồi. Đây rồi, đẩy này. Này thì đẩy với chúng tôi này. Ui, vẫn knock này. Ui, nhiều kill vậy. Bọn này làm gì đây? Vẫn bò. Vâng, bò đi và đợi đồng đội của các bạn. Đồng đội mày đâu? Ơ kìa. Vãi China. Vâng, nó bỏ mặc đồng đội. Sợ thật. Sorry bạn nha. Tại vì đồng đội bạn nó không đến cứu thôi. Rồi, mình xin phép lút đồ. Ui, chả có con khỉ gì. Nghèo thế. Với cho bọn này vừa lút xong một cái là ra chơi nhau luôn. Chắc là bọn nó trên này rồi. Sao đông phết nhở. Vâng, nhảy thấy nhảy đúng 3 người. Mà rơi xuống đây thì giết mãi, giết hoài không hết. Ui dồi, lạc trôi à bạn. Rồi, sorry bro. Có cái tội đi lẻ đấy. Còn thế này nữa, không biết nó sốc ai ngoài này mà sốc tùm lum luôn. Đây rồi. Ui dồi ôi, thằng này yếu này. Vai đái, mình sấy hình như là trúng 1-2 viên gì knock luôn ạ. Sợ thật. Vâng, xin luôn nhá.
cái tội bỏ mặc đồng đội. Ok, 8 kill rồi. Nhiều quá anh em ạ. Không biết là còn hay không. Sợ ơ thật. Ui cái định mệnh gì đấy. Này thì bắn tao à. Bot rồi. Thành nhiên bot không biết từ đâu xuất hiện. Hết hồn. Đau tìm thế. Úi dồi ôi. Nó giết rồi kìa. Này thì giết này. Ok. Hình như là mới knock thôi. Không biết là bạn nó ở đâu. Kệ bà nó đi. Chúng ta sẽ chạy đến hiếp nó và lấy đồ. Ôi. Xác đâu ra này. Nhiều vậy. Vâng, nãy nhìn xung quanh chả thấy ai. Rơi xuống một cái y một mả người. Sợ thật. Bói đâu bạn ơi. Úi dồi ôi, mũ ba này. Cẩn thận. Không hư mũ ba của mình đấy. Đấy, xoay mông lại đây. Hay quá. Úi dồi, mũ ba hư một tí rồi. Không sao. Ok, không biết bạn nó hình như là chắc trong này. Bắn cái gì đấy. Chắc là trên tầng lên cùng rồi. Cái đậu xây. Ủa thế tầng 3 à ta. Sao mình nghe thấy tầng 1 nhỉ. Thế như tầng 1 mà. Tầng 1 không có. Đúng rồi, nó lên tầng 3 rồi. À nó lên tầng thượng rồi. Vãi, mình nghe không rõ nha anh em ạ. Ở đây này. Con lợn này. Úi dồi ôi. Vãi thật thanh niên. Lượn qua lượn lại trên trên này là mình cứ tưởng là nó ngồi ở dưới cơ. Ok. Tầm này chắc là đủ đồ đi giết người rồi. Úi dồi ôi, 14 bình nước. Định mệnh nó rào. Vứt bớt phớt đi. Chúng ta sẽ bú nước và bú máu vào. Vâng, nhiều quá anh em ạ. Như này xài đến bao giờ cho hết đây. Uống đến ngày mai cũng không hết. Cái xác mà thằng kia nó giết đâu nhở. Úi dồi ôi, lắm xác thế. Vâng. Nhiều xác quá anh em ạ. Nước nữa này. Úi dồi ôi. Sợ thật. Úi dồi, úi dồi ôi, boss này. Boss mà khi mà bị bắn thì nó sẽ nằm xuống. Nếu mà không biết ở đâu thì nó sẽ tự nằm xuống. Xàm thật. Vâng, phải bắn trà chứ. Bóp gì kỳ vậy. Úi dồi ôi. Vâng, cái bản này mình lái xe nó không quay anh em ạ. Chơi cái bản Timmy nó quen rồi. Lái dễ. Bản này hơi bị khó một tí. Ok, không biết là thính có gì đây. Cái định mệnh thính bị lút rồi. Vâng, AUG cũng được. Khẩu này thì sấy cũng ok.
nó gắn con bê vào thì xây 3 nữa. Silent, quên Silent đi. Con bê thì bình thường quá rồi. Ok, chúng ta sẽ không thể bỏ sót được cái đống đạn này anh em ạ. Phí lắm. Mình bắn AUG mà. Trận này chắc là mình sẽ bắn nhiều AUG hơn thay vì bắn K98. Ui dồi ôi, có xe ở đây. Tôi sao ngồi. Thì chắc chắn là cái thằng lút đóng đạn trong cái thính đầu kia nó vào đây. Nó lút xong thì nó sẽ vào đây để nó thủ. Đây rồi. Ui dồi ôi. Thế nhiên tai nghe tốt đấy. Nó nghe tiếng mà đã nhìn về cái hướng xe của mình. Rất hay. Chạy đâu rồi? Ủa? Thằng này tốc biến à? Căng vậy? Hình như mình nghe tiếng nó ở ngoài hàng rào anh em ạ. Mà chết cái hàng rào thì không có. Cái đậu xanh. Chắc là hàng nào cuối rồi. Ok. Thì chắc chắn là nó ở cuối rồi. Chúng ta sẽ qua đây để phòng nó bắt mình. Ui dồi ôi, bộ cò nữa. Lầy. Lầy thì bộ cò với chúng tôi này. Ok. Thằng nữa này. Ui dồi ôi, may quá, thằng này nó không để ý mình. X4 nhiều thế. Ui dồi ôi, Groza AUG. Vâng, thằng này sát thằng này toàn thính thôi. Bây giờ mình sẽ bắn AUG đi. Groza thì chúng ta sẽ để sau. Groza thì nó mạnh lắm anh em ạ. Nó mạnh hơn cả AUG cơ. Cái uy lực của nó thì miễn bàn rồi. Nhưng nó chỉ lắp được Silent. Cây đấy mà lắp thêm Silent vào thì thực sự nhất anh em ạ. Mình thấy dòng tinh cơ thì úi dồi, nấp này. Cái dòng tinh cơ thì AUG nó bắn cũng bình thường thôi. Mình chỉ thích cái dòng Groza thôi. Trong thính ý. Còn nếu mà không nhận được thính thì chắc là AK rồi. Tại vì AK nó mạnh. Nó dừng lại kìa. Còn M4 thì thích hợp cho những anh em nào mà bắn không quen ý. Thì có thể chọn M4 hoặc Skyline để bắn. Tại vì nó không có giật nhiều, dễ ghim. Đạn AK này nhiều thế. Rồi, ngoài bo. Chắc là chúng ta sẽ di chuyển luôn. Những cái bo cuối như thế này thì tốt nhất là anh em nên di chuyển vào bo trước. Tại vì bo rất là đau. Thời gian rất là ngắn. Và có lại đây thì toàn những người bắn hay thôi. Đây rồi, chạy này. Đấy, đùa với AUG là không được đâu bạn ơi. Đồng đội đâu rồi? Hình như là đồng đội nó đâu rồi hết rồi ấy. Chắc là thằng này nó chạy lẻ. Hoặc có thể là đồng đội ngay phía sau chạy chưa kịp đến. Chúng ta sẽ vào bo trước để cam. Thôi các bạn, vào những cái bo cuối như này tốt nhất là không bao giờ ngồi một chỗ nha. Không, nếu mà các bạn bò thì mình không nói. Chứ còn nếu mà các bạn ngồi hoặc đứng thì tốt nhất là không bao giờ đứng một chỗ. Phải di chuyển nhiều vào. Tại vì có thể là bọn đấy sẽ nhặt được thính ốp hoặc M24.
hoặc K98 thì nó dã vào đầu bạn chỉ cần một viên thôi thì có thể là knock với mũ 2 trở xuống, còn mũ 3 thì có thể là yếu máu thì đồng đội nó táp một cái mình cũng chết à. Ok, thằng bạn nó chết rồi. Bây giờ còn 3 người nữa. Cố lên, top 1 easy nào. Thằng kia chạy sau như thế chắc là clear rồi. Mình đoán là như thế thôi. Không biết là 1 cân 3 hay là sao đây. Nếu 1 cân 3 thì khó rồi. Chúng ta sẽ nằm chờ bo đã. Đợi bo vào thì tính tiếp. Chứ bây giờ bo như thế này thì không biết nó nấp ở đâu. Tại vì bo cuối như thế này bọn kia rất là khôn anh em ạ. Còn lại những cái thằng khôn thôi. Mà có những cái thằng nó ninja cực. Ủa, thằng nào bắn knock out một đứa kìa. Bắn ở đâu vậy, không nghe tiếng súng luôn. Ủa, bắn hay là bị outside vậy? Thì không rõ nữa. Thì chắc là outside quá à. Vâng, để xem thằng cuối là tên gì. Còn 1v1 thôi. Ui dồi ôi, hai thằng kia chết xàm thế. Đất rộng như thế này mà không chạy được. Ok, bình tĩnh nào. Mình cứ bò thế này cho chắc chắn vậy. Tại vì cái top thì nó khá là quan trọng. Hồi đầu mình có thể bắn hổ báo được. Nhưng cuối như này thì chúng ta không nên hổ báo nhiều. Nếu mà có team thì ok hổ báo. Còn nếu mà đi lẻ thì tốt nhất là không nên. Không biết là xung quanh bên này có ai không ý. À đây rồi, thấy rồi. Vâng, thanh niên ở rất xa. Được rồi, mình sẽ gắn x4 vào sấy vậy. Ui giời, có ca thì ngon này. Bắn ca thì ngon. Ui giời ơi, sấy thế không chết kìa. Xàm thế. Ui rồi, mình sấy nó như thế nó không chết. Không được rồi, cho sẽ đáp bom thôi. Ui rồi, ngon quá. Thank you so much. Vâng, ok, top 1 rồi. Và cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Vui quá.